Chào mừng các bạn đến với tủ của iPhone. Rồi, mình sẽ cho mọi người đi qua một vòng. Nhìn chung ra là tủ iPhone, nhưng mà trên thực tế thì lại toàn là hộp iPhone này. Đây là đồng tiền 50.000. Mọi người có nhìn thấy gì đặc biệt không ạ? Tờ 50.000 này mang số seri là đến 5 con 8 cơ. À rồi, hiểu rồi, cái trị giá nó nằm ở chỗ đấy. Đây là đồng tiền gì đấy? Không biết. iPhone 6S, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 11 và XS Max. iPhone 7 Plus màu hồng, iPhone 7 Plus màu đen, Oppo A57. Oppo A357 này nhìn rất là đẹp luôn, nhưng kiểu dáng thì không thể chê vào đâu được ạ. Chip RAM thì siêu mệt. Rồi, điểm lại tủ iPhone thì chúng ta nhận thấy được rằng là tủ iPhone nhưng mà lại toàn là Samsung và máy trắng đen. Tùy mọi người suy nghĩ nhá. Đây là cách bố trí của quán, chứ cũng không phải là có ý gì cả. Rồi, cảm ơn mọi người nhá.